Dạ vâng, em Tuấn chào tất cả anh em nha. Hôm nay em lên cho anh em một mẫu Hyundai Elantra 2017 bản full nha anh em. Đó, con này là bản full luôn nha. Bản full 2.0 có cửa nóc nè anh em. Đó. Có cửa nóc rất là xịn sò luôn nha. Con này thì sandan hạng sơ nha anh em. Đó, sandan hạng sơ thì đi thì khỏi bàn rồi. Con nước em nó thì nước đi con này em đang trải nghiệm luôn nè. Tay lái thì em thả hai tay luôn nè. Đó, em thả hai tay, một tay em quay, một tay em thả nè. Không có lỉa, không có gì đâu, gầm bờ. Cách âm nào rất là tốt luôn anh em. Đó, con này thì được lên màn hình Android nè. Đó, có định vị chỉ đường nè. Đó. Có định vị chỉ đường này nó đầy đủ luôn nha anh em. Đó, rồi đây, định vị chỉ đường này nha. Đó, còn số nè. Anh em xem cái con số là anh em biết nó yêu liền. Đó, chắc xe con này chạy đúng 86.000 cây, bao anh em không tua không gì luôn anh em. Đó. Rồi, hôm nay đặc biệt luôn nha. Em sẽ có chương trình này đặc biệt cho anh em luôn. Đấy, anh em nào lên mua xe bên em hoặc là lên cứ mua xe bên em, cứ đưa điện thoại ra có nút đăng ký kênh của Tuấn Ô tô Bình Dân là em giảm ngay 2 triệu cho anh em bà con nha. Đó, cứ có nút đăng ký bên em, cứ đưa điện thoại ra rồi có đăng ký là em giảm ngay 2 triệu cho anh em nha. Đó, cứ 2 triệu đó và cũng như là lọc lá xăng cộ cho anh em mình đi nha anh em. Đó, anh em mình là thích thì alo cho em với số điện thoại là 0904804567 nha anh em. Đó, xe thì rất là đẹp luôn nha. Đấy, một con xe anh em mình mua về sẵn dùng thôi, không làm bất cứ một thứ gì nha. Mọi vấn đề thì bên em làm cho anh em hết luôn rồi nha. Đó, anh em nào xem được video thì cho em một nút đăng ký kênh nha anh em. Đó, còn anh em nào mà chưa có điều kiện mình mua xe thì cứ vào đăng ký kênh, khi nào mà có xe hợp lý. Đó, hoặc là có điều kiện mình mua cái xe, đó, cứ đưa số điện thoại ra, lên cứ gọi cho em rồi có nút đăng ký kênh. Em sẽ giảm ngay cho anh em 2 triệu đồng. Đó, em nói là em làm cứ đưa ra là em giảm ngay cho anh em 2 triệu đồng trên một đầu xe nha. Đó, mua con xe này cũng được. Đấy. Con này em sẽ xuống em quay cho anh em một vòng nha anh em. Đó, con này nè. Đó, xịn sò, cửa nóc nè. Đấy, cửa nóc. Đó, cửa nóc nè anh em. Đấy. Hyundai Elantra. Đó, bản full 2.0 nha. Đó, con này thì thôi, em không nói về chất xe nữa. Con này tí nữa em sẽ quay trực tiếp với chất xe cho anh em xem nó đẹp tới cỡ nào nha. Đó, Hyundai Elantra 2.0 bản full. Đấy, xe thì rất là đẹp luôn. Đèn anh em sẽ đi một vòng cho anh em xem cái mức độ đẹp của nó nha. Đó, Elantra màu trắng, mang biển 61A38784 nha. Đó, số thì cũng rất là đẹp luôn nha. Đấy. Đó, mâm nè, mâm cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp luôn nè. Đó, mâm cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp luôn nè. Đó. Đó, em gương dán đen rồi nóc dán đen. Xe này thì em về, nói chung em dán, em thích thì em đi công vụ nha. Đó, xe đẹp mà. Đó, mình đi mình sướng cái chân mình đã. Đó, buôn bán được hay không mình tính sau. Đó, một con xe đẹp mua về đi đã tính sau nha anh em. Đó, Hyundai Elantra 2017 bản full 2.0 có cửa nóc nè. Đó, có chế độ sấy sưởi ghế này. Đó, nói chung là trời, xe đẹp option nhiều lắm anh em à. Đó, Elantra nè, GLS nè. Đó, đèn sau nè, trang bị đèn led nè, đó đèn led zin của xe luôn nha. Đó, xe rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, em này con bán ra em cam kết cho anh em là không đâm đụng, không gặp nước, không mất một phân keo chỉ nha. Từ đầu tới đuôi chưa một con ốc nào tháo ra nha anh em. Đó, em cam kết cho anh em luôn nha. Đó, anh em mình á, mình treo chìa khóa cho người nè. Đó, anh em mình có treo chìa khóa cho người mình tới tự động bấm nó sẽ khóa. Mình bấm này nó sẽ tự mở, gương cụp xe nè. Đó, gương điện cụp xe luôn anh em. Đó, anh em mình bây giờ anh em mình vô cái phần keo chỉ của xe nha. Đây, keo chỉ của xe này. Đó, thì zin nó zin từ đầu tới cuối luôn em. Đó, nó zin mày từ đầu tới cuối luôn. Đó, thấy không? Cái nút bấm nè. Đó. Chỉnh nè, mấy chỉnh nè, trời ơi, nút mới này. Xài ít nó mới anh em. Đó, chỉnh kính chỉnh điện này nọ này. Đó, lo này, trời ơi, hai cái lo luôn. Đó. Đây. Đây là cái tem của cái sườn nha. Đó. Đây. Ốc chưa có một dấu động chạm nha anh em. Đó, cái này nó rớt này. Em xe sao có xe không qua vậy luôn. Cái này em sẽ làm cho anh em nha. Em sẽ đặt em làm cho anh em nha. Đây, chỉnh ghế nè. Thấy không? Ghế chỉnh điện luôn nè. Nâng nè. Thấy không? Nâng nè. Đó, cái đây nè, nút cái chỉnh ở trong đây nè. Đó, anh em mình thấy nó nâng ra không? Đó, còn đây nè. Cái chỉnh vô lăng nè. Đó, vô lăng gật gù luôn. Đó. Xe sandan hạng sơ mà. Rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, em nói luôn. Rồi, con này em nói luôn nha, em bao test hãng cho anh em luôn nha. Đó, anh em mình thích thì hôm nay mình
cơ bao tích hãng đó, em sẽ nổ máy này, em mở full chức năng của xe luôn nha. Đó, cửa nóc nè, mình bấm chỗ đây này. Đó, cửa nóc mình bấm chỗ đây, cửa nóc sẽ tự động ra nha. Đó, để không anh em, anh em mà có con nhỏ mà cho đứng ở đây là tuyệt vời luôn nha, tuyệt vời ông trời luôn. Đấy, thấy không, cực kỳ đẹp luôn nha. Màn hình Android này, trang bị hai túi khí này, túi bên tài này, bên phụ này, rất là an toàn nha anh em. Đó, đây là nút sấy sửa ghế đâu nè, sấy sửa ghế này, thấy không. Đó, sấy ghế, ghế bên phụ cũng có sấy sửa luôn anh em. Đó, chế độ lạnh auto đề start top luôn nha, đề start top luôn. Hai vùng chỉnh điều hòa hai bên, ví dụ như bên đây mình muốn nóng á thì mình chỉnh lên đó, mình chỉnh lên 27 độ nè. Đó, cũng muốn lạnh mình chỉnh xuống nha. Đó, rất là dễ cho anh em sử dụng luôn nha anh em. Đó, anh em mình thì thích thì alo cho em nha. Nội thất con này thì bọc mới rồi nha, bọc mới màu rất là đẹp luôn, màu kem viền nâu rất là đẹp nha anh em. Đó, anh em mình thích alo cho em với số điện thoại là 0904804567 nha anh em. Đó, anh em mình cứ tới xem xe, đó, cứ đưa ra điện thoại là tôi có đăng ký kênh của Tuấn Ô Tô Bình Dân, em sẽ giảm ngay 2 triệu đồng cho anh em. Đó, em nói là làm, nếu mà em không làm anh em cứ đưa video ra. Đó, thằng Tuấn này nói mày không làm cứ phốt em lên. Đó, em nói là em làm cho anh em luôn. Rồi, đây là bộ mâm này, trời anh em xem bộ mâm này mới không, nó mới, nó chưa có một vết chày luôn á, thấy không, thấy không anh em, đẹp không anh em mình. Đó, xe thì cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ cộp luôn anh em. Đó, bốn cái mâm không có một vết chày luôn á, thấy không, không có một gọi là chày trụ được, không, không có đâu. Đó, đấy, anh em mình cứ lên xem xe trực tiếp nha. Đó, để coi thằng Tuấn này nói đúng hay không nha anh em. Đó, em bán xe thì có sao em nói vậy, em bao anh em thầy thợ, dẫn thầy thợ theo nha. Con này này xanh đan hàng sơ, nên có cửa gió, gió điều hòa sau nè. Dưới trước cũng có, sau cũng có luôn. Anh em mình ngồi ở đâu cũng mát hết trơn á. Đó, rồi, mâm sau này, đó, gầm bờ này anh em, gầm bờ đẹp không. Đó, rồi em nói mức giá cho anh em mình luôn nha. Em bán 515 triệu đồng, 515 triệu em bao rẻ nhất thị trường luôn nha. Đó, em Tuấn nói luôn, còn xe em bán ra thì em bao tết hãng cho anh em luôn nha. Đó, em sẽ xuống phần gầm cho anh em mình xem cái phần gầm nó đẹp sao nha anh em. Đấy, đây này, phần gầm xe nè, ốc tán 7 màu nè. Đó, coi trội, coi bô nè, thấy anh em. Đó, anh em mình coi bô nè, để không. Đó, đó, anh em mình coi cái bô này sướng liền. Đấy, cái bô, nhìn cái bô này sướng liền, thấy không, xe đi phố không à, đâu có đi đâu đâu. Đây, em sẽ mở cốp cho anh em nha. Đó, đây là mấy cái đồ của cái xe khác em bỏ qua nha. Đó, keo chỉ nè, không, keo chỉ nó zin gì mà nó zin, nó zin này từ đầu tới cuối luôn. Hả, đây lớp sô cô nè, lớp sô cô đồ đồ rồi bỏ đây nè anh em. Đó, anh em mình thích thì alo cho em liền anh em nha. Đó, cho đỡ anh em mà mình chốt xe rồi thì mình mất xe, giống như con Innova 26 có một anh ở dưới Trà Vinh. Đó, thích thì cọc em luôn. Đó, em viết giấy cam kết này nọ luôn nha, mâm này, thấy không. Đó, đây keo chỉ nè, keo chỉ con này xin 100% thì em nói con này bề ngoài giá thôi. Đó, anh em cứ lên xem xe, em có giá bớt cho anh em luôn nha. Đấy, keo chỉ nè anh em mình, thấy không, đã không. Đó, giờ em sẽ vào phần không máy cho anh em mình coi cái xe nó đẹp cỡ nào nha anh em. Đó, đó, anh em nào mà xem được video thì cho em một nút đăng ký kênh nha. Đó, khi nào mua xe được em sẽ giảm cho anh em đúng 2 triệu đồng xong xuôi hết đi. Đó, ví dụ như em chốt giá là con này em bán là 515, em chốt giá là 501 đi. Đó, sau 501 em sẽ cho tặng anh em 2 triệu tiền lọc lá về nữa nha. Đó, anh em coi này, trời ơi, ốc cây bô này chưa một cái dấu hiệu gì mà coi là mở luôn anh em. Đó, ốc cây bô bên này cũng vậy nè. Nó nhìn, anh em nhìn ốc cây bô đã đánh giá con xe nha. Đây đây, ốc chuồng máy đồ của xe này anh em thấy không. Anh em mình coi cái máy là sướng liền. Đó, nhìn cái máy là sướng liền. Đó, con máy này em chưa cho xử lý nha, hơi, nó hơi bụi nha anh em. Đó, em bán là 515 triệu đồng nha, còn thương lượng còn bớt cho anh em khi ở lại, ở xe, xe lại xem xe và chạy thử nha anh em. Đó, anh em mình coi được video em thì cho em một nút đăng ký kênh nha. Đấy, xe rất là đẹp luôn, thấy không. Một con xe màu trắng, anh em nào chạy con này là tán gái bao đổ luôn em. Đó, chỉ nhìn là chảy nước miếng rồi nha. Rồi, em chào cả anh em luôn nha.